Trong chuyên mục ý kiến bạn đọc ngày hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin được bạn đọc quan tâm trong ngày 17 tháng 1 mà chúng tôi vừa cập nhật. Những ngày vừa qua, liên tục có nhiều vụ việc liên quan tới các đối tượng giang hồ đòi bảo kê, đánh thuê đã bị công an thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương cùng công an các tỉnh lân cận triệt phá bắt giữ. Bài viết Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương đánh mạnh các băng nhóm bảo kê đã nhận được nhiều sự đồng tình của bạn đọc qua loạt bình luận như cần làm mạnh để dân an tâm làm ăn. Có bạn đọc bình luận rằng mong công an mau dẹp hết cho đất nước được bình yên. Sau vụ thổi giá ký test, người dân cả nước lại sốc với kiểu làm luật trắng trợn ở cửa khẩu Lạng Sơn. Bất chấp tình cảnh điêu đứng của nông dân thương lái, bất chấp cảnh ăn gió nằm sương cả tháng trời của cánh tài xế vì hàng nông sản bị ùn ứ ở cửa khẩu, những kẻ cơ hội vẫn thản nhiên bán lốt để kiếm tiền. Đó là nội dung có trong bài viết phải trị thật nặng những kẻ làm luật ở cửa khẩu Lạng Sơn. Bài viết ngay lập tức nhận được nhiều lượt chia sẻ và bình luận của các bạn đọc như dân đã khổ rồi, giờ lại còn khổ hơn. Một bạn đọc khác thì bình luận, bắt đền cho tài xế và người nông dân. Hiện vụ việc ở cửa khẩu Lạng Sơn vẫn đang được công an tỉnh Lạng Sơn điều tra làm rõ. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.